Để đảm bảo cho việc đón các em học sinh khối trung học phổ thông, trung học cơ sở trở lại trường học trực tiếp từ ngày 17 tháng 1, Ban giám hiệu các trường trên địa bàn quận Ô Môn đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị. Ban giám hiệu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn quận đã bố trí giáo viên, nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại phòng học, bàn ghế và môi trường xung quanh, bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch để học sinh, cán bộ, nhân viên, giáo viên sử dụng. Ngoài ra, các trường cũng trang bị khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt. Từ ngày 17 tháng 1, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên sẽ học trực tiếp tại trường một buổi một ngày và kết hợp học trực tuyến. Đến ngày 7 tháng 2, học sinh mầm non và tiểu học sẽ đến trường cũng học một buổi một ngày.